À, xin chào các bạn, hôm nay mình nấu món canh chua chay cùng với me chín nè. Thì đầu tiên mình chuẩn bị một nồi nước me, thì cái này là nồi lớn, bây giờ mình ăn tới đâu mình nấu tới đó, nên mình sẽ xếp qua cái nồi nhỏ như thế này và mình nấu cái nước me trước. Còn nguyên liệu mình chuẩn bị thì có bạc hà. Bạc hà mình đã tước tước cái vỏ và sắc mỏng, thì cái này tùy theo mỗi nhà mình ăn. Ở đây mình có thể sắc to to hơn chút ha, đây mình sắc mỏng một chút cho nó mau chín. Rồi khóm nè các bạn, khóm này thì nó ở chợ nó bán nhiều lắm, nó bán nhiều loại. À, cà chua nha các bạn, mình sắc dọc hay sắc ngang cũng được hết. À, đây là đậu bắp nè, rồi đậu hũ. Đậu bắp này nhìn nó to vậy chứ nó cũng non, ngon lắm các bạn, non mềm. À, đậu hũ này rất là béo nha, cái chỗ này bán rất là ngon. Các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở quận 6 á, thì mua có thể mua ở chợ Phú Lâm, rất là béo. À, tiếp theo cái nguyên và nguyên liệu tiếp theo đó là giá nè, rồi mấy cái rau ngò gai, ngò ôm với lại quế mình cũng sắt sẵn luôn. À, bây giờ nước đã sôi lên rồi thì mình sẽ bắt đầu bỏ tất cả những cái nguyên liệu đó vô á các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ bỏ khóm vô trước để cho nấu nước nó ra nó ngọt á. Khóm này thì nãy mình có nói là mình mua cái trái này rất là to các bạn, 18.000 trái lận tròn, ở chợ có chỗ bán chỉ có 5.000 thôi. À, trái nhỏ. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cà vô ha. Khóm nè, cà chua, cà chua thì mình sắc lát nho mỏng mỏng, nhờ cũng không có dày lắm để cho nó màu chín đó các bạn, nấu cho nó ra cái nước khóm nó ngọt nó ngon hơn. Nước đang rất là sôi các bạn, mình nấu cho thật là mềm để cái khóm nó ra nó mềm hơn. Còn cái cà chua này thì các bạn có thể bỏ sau cũng được ha, này cái này mình bỏ hơi sớm. Tiếp theo mình sẽ bỏ đậu bắp. Mình vừa nấu vừa quay luôn cho nên là đang cần cái thời gian của YouTube á, nên các bạn cũng thông cảm nha. Các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Tiếp theo mình sẽ bỏ thêm bạc hà. Rồi, bạc hà cũng đã chín, cái nồi của mình cũng đã chín rồi, thì mình sẽ thêm một ít giá nữa các bạn, với lại rau thơm là xong rồi, thêm đậu hũ. Giá này nó cũng mau chín là mình bỏ vô trộn đều là nó đã cũng đã chín luôn. Bỏ đậu hũ vô. Đậu hũ này mình cũng cắt hơi to tí để thôi, nếu mà các bạn cắt mỏng quá nó sẽ bị nát á. Này, canh chua đủ màu sắc gồm có đỏ, vàng, xanh nè, rồi cái màu kem kem trắng trắng của đậu hũ nữa. Rất là hấp dẫn á các bạn.
Cái nước này mình đã bỏ hạt nêm rồi nè, rồi mình dặm lại ha, tại vì thấy nó cũng hơn hơi lạc. Hạt nêm của nấm Chân chua mình nấu cái nước này nó cũng ít các bạn, mình cảm thấy nó hơi ít. Nếu mà nhà nào mình ăn canh thích ăn nước nước nhiều á thì mình sẽ nấu nước nhiều hơn ha. Nhà mình thấy nấu canh mà nấu nước ít thôi nên là không có nấu nước nhiều lắm. Bây giờ nó đã sôi và chín nên mình tắt lửa và nêm lại cho nó ngon hơn. Các bạn có thể chiên một ít muối nữa nha, hoặc sẽ đậm đà một xíu thôi. Ở đây mình bỏ thêm rau 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 thơm vô để cho nó cái nồi canh của mình nó thơm hơn đó các bạn. Và mình đi tìm một cái tô để múc ra. Bây giờ thì mình múc vô tô đây. Màu sắc rất hấp dẫn và rất ngon. Các bạn có thể ăn với cơm và ăn với bún đó các bạn. Nếu mình ăn với bún thì mình sẽ nấu cái nước nó nhiều hơn một chút nha. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn món canh chua chay cùng với mình nhé.